cho có bao phăm ba, chúng nói đi về dịu dàng đắm say đến muôn đời. Dù hận ghen chia xa hay những ưu phiền cách rời tình ta, nguyện cao luôn luôn chỉ có riêng em. Trái tim thấy sao bồi hồi, những ngọt ngào dành cho em sao thật vui. Hãy tin rằng tình sẽ không bao giờ đổi thay, anh sẽ giữ mãi những phút giây này. Từng nụ hôn đắm đuối giữa muôn nắng mai bành bồng, những cánh hồng cùng áng mây trôi nhẹ trôi. Cầm tay em anh nói những điều nghĩ xuyên lòng anh, rằng anh yêu em mình em mà thôi. Ngàn sao trên cao lung linh chứng minh cho lòng anh, rằng anh yêu em nhớ em thật nhiều. Và từng đêm hơi ấm cho em rất vô bình yên, nồng nàn yêu thương vòng tay ấm trao em. Gửi tặng em hạnh phúc ấm áp với muôn cánh hoa lung linh, gửi ánh trăng hiền mang bao giấc mơ của đôi mình. Tựa bờ vai bên anh đôi ta ấm êm có nhau từng đêm, nhận ra trái tim bình yên khi bên em. Tình anh trao riêng em mãi mãi, dẫu cho có bao phong ba, chung lối đi về dịu dàng đắm say đến muôn đời. Dù hơn ghen chia xa hay những ưu phiền cách rời tình ta, nguyện cầu luôn luôn chỉ có riêng em.
điều, ngô lúa sai quằng mì miêu. Nè bằng lòng đi em quà cưới anh nhiều. Đám cưới bà con ngợi khen, gái sắc trai tài lại hiền, dâu rể duyên tình đẹp bền. Nè bằng lòng đi em mình cưới nhau liền. Cầu đứng bên giường trầu,
tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau. Cao lẽ đôi dây trầu, cao buồn buồn làm sao. Trầu là trầu thương cao, trầu ước mơ ngày sau. Cao ấy cao thương trầu, cao ước mơ tình đầu. Lời nguyện thề bên nhau, tình mãi luôn gần nhau. Cao ước mơ ban đầu, duyên nồng đừng buồn đau. Sao thương quá, cao ơi sao mặn mà. Duyên trầu còn quấn quýt bên nhau. Trầu xanh bao nhiêu lá, tình cao thêm đậm đà. Cao ơi chung tình cùng trầu xanh bên nhau, đừng để duyên lơ là. Muôn đời tình hồng bên nhau mãi, trăm năm duyên tình đẹp trầu cao. Mà trầu xa cao, trầu nhớ nhớ làm sao. Cao hơi cao xa trầu, cao lẻ loi buồn rầu. Tình là tình bên nhau, tình mãi luôn gần nhau. Duyên kiếp đôi cao trầu, duyên tình đẹp trầu cao. Chú rể trân trọng với Nghi Lan hỏi đặc biệt và trân trọng nhắc đến với cô dâu Bảo Trân và phái đoàn công ty họ nhà gái. Chú đã ban đặc tuổi trẻ và cũng như phái đoàn công ty họ nhà gái một lần nữa xin được ban hành trân trọng kính mời tới toàn thể quý ông quý bà cũng như quý vị anh chị và các bạn. Chúng ta đang duy trì ngày với khán phòng của dân nhà gái. Hãy cho chúng mình một chỗ ngồi trang trọng và lịch sự nhất để chúng ta ban nhạc hết từ mặt trực tiếp buổi lễ phục vụ cũng như lễ hội.
ông bà nhá, và gia đình ông bà đồ. À, tôi là bác của ông là anh của bà đổi và là bác của cháu Trâm. À, được sự thống nhất của gia đình gia tộc về rằng ngày nãy có ủy quyền thay mặt cho hai gái có đôi lời ý kiến với hai họ chúng ta. Kính thưa các cụ, ông các bà, cô chú bác cùng bạn bè thân quý của hai cháu, gia đình ông bà Nhân quê hương ở Nhân Thang, sinh hạt thành cháu Trọng là con trai. Gia đình ông bà Đổi ở quê hương Tín Lý, sinh hạt thành cháu Trâm là con gái. Hai cháu sinh ra và lớn lên, các cháu được sự rèn luyện, giáo dục, giúp đỡ của hai gia đình cho các cháu ăn học. Đến nay các cháu đã đến cửa trưởng thành. Hai cháu trong quá trình quan hệ là bạn bè, bạn học rồi đến bạn bè thân thiết, đến nay các cháu đã quan hệ đến tình yêu trăm năm của hai cháu. Là gia đình nhà gia tộc họ ngày trai hôm nay tôi nhấn lễ đến thứ nhất là báo cáo với gia viên, sau nữa báo cáo với các cụ, các bà, cô chú chú bác của họ ngày gái lễ của gia đình họ ngày trai để tiến tới cái ngày tổ chức trăm năm báo hiệu cho hai cháu. Trước khi được mời thì kính mời các cụ, các bà, cô chú chú bác của hai họ chúng ta cùng bạn bè thân quý của hai cháu ăn chầu uống nước và mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Là được sự thống nhất của gia đình nhà trai và cũng như được sự đồng ý của gia đình nhà gái và giám đốc ở đây. Con chúc xin được trân trọng kính mời hai bác chủ đoàn của hai bên gia đình cùng với mẹ của cô dâu và chú rể hãy đi lên đến và lên đến cùng chúng mình nhé. Thank you.
xe pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vội kia thắm mãi bên giàn trầu, mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông. Gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng độ trắng trang. Gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật lạ hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Tung bay sáng pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vội kia thắm mãi bên giàn trầu, mãi sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông. Gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng độ trắng trang. Gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật lạ hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Hân
chú rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh, ngựa ô rước dâu sẵn sàng thế bên kiệu vàng theo chàng về dinh. Phái đoàn Văn Tuyên Hoa Gái Trai với nghi lễ xin dâu, xin mời bác có đôi lời phát biểu trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cô, các ông, các bà, cô chú bác, anh em bạn bè của hai họ người trai và họ người gái, thì kính thưa toàn thể các vị đại biểu, cả một năm thì chọn đến một tháng chọn đến một ngày và một ngày chọn đến một giờ, thì ngày hôm nay là dưới ông đại nhân là cũng có trước hết là có sửa một cái lễ để về tiết táo ra tiên và cũng là cái lễ để xin cho các cháu được về gọi người trai để làm lễ thành hôn. Hôm cho nên là trước hết là thay mặt cho gia đình hoàng trai tôi xin là có cái lễ để dâng lên tổ tiên và tiết táo tổ tiên để xin phép các cô, các ông, các bà để quán cháu được về với nhân gian. Kính thưa quý vị, và tiếp theo để nhận cơ dầu xin dâu, xin trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn Quan Viên Hòa Nhà Gái nhận cơ dầu xin dâu một có lời phát biểu, trân trọng kính mời ông. Và cháu Trọng, hai cháu đã nhất trí tìm hiểu thêm những hạnh phúc chăn lắng với nhau và được sự thống nhất của hai gia đình và hai họ họ nhà trai hôm nay có cơ đầu đến để đón cháu dâu về gia đình họ nhà trai để tổ chức liên hoan báo hỷ cho hai cháu. Được phép thay mặt cho gia đình họ nhà gái xin được tiếp nhận cơ đầu đón dâu và giờ giấc thì họ nhà trai các cô ông các bà cô chị chú bác chủ động và họ nhà gái anh em chúng tôi là nhất trí cao. Được sự thống nhất của gia đình nhà trai và cũng như được sự đồng ý của gia đình nhà gái, giây phút này đây giây phút tuyệt vời nhất của nam chú rể Trần Trọng cũng đã tới. Trân trọng kính mời chú rể Trần Trọng hai ô hoa tiến vào bên phía vòng ngoan phượng đón cô dâu ra bên phía bên ngoài để dâng lên lễ kính báo gia tiên. Xin quý vị chúng ta cùng chào đón thật lớn thật nồng nhiệt ạ. Trái cây ngọt ngào và thật đúng là anh đã đi vòng quanh trái đất rồi sẽ tìm được người con gái duy nhất anh yêu. Vòng bạc kia còn kém xa em nhiều bởi em có tấm lòng trung thủy và cô dâu nhà Bảo Trâm nhà ta cũng xinh đẹp để làm gì mà cái ngày cứ về Trần Trọng đêm hôm tối sớm phải đi về về. Trong những giây phút tuyệt vời đó sẽ đặt đến đỉnh cao, đó là mốc son của tình yêu và mốc son của tình yêu đó sẽ đánh dấu một mốc son lịch sử nhất của cô dâu chú rể trong ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6 năm Kỷ Hợi năm 2019, là một trong ngày tuyệt vời nhất để chính thức đưa cho đôi bạn trẻ của chúng ta đã chính thức thực hiện ước mơ trổ cầu trên con đường hạnh phúc. Kính thưa quý vị, thật đúng là hoa đến kỳ thì hoa phải nở, mà lúa đến kỳ thì lúa phải trổ bông, đo đây thì đo phải sang sông, đến duyên em phải lấy chồng rồi đây. Anh yêu em như yêu bờ cát trắng,
biển rất xa, anh vẫn thấy dạt dào. Giữa biển sóng em là tất cả, là cuộc đời, là hơi thở của riêng em. Anh mãi mãi là tình yêu duy nhất, cuộc đời này sống để mãi yêu em. Và ngày phút đẹp nhất, tuyệt vời nhất, long trọng của ngày hôm nay cũng đã tới. Và những người được tôn vinh nhất trong ngày đại lễ của ngày hôm nay đó là các bậc sinh thành ra bố mẹ của hai bên gia đình đã có mặt tại hôm nay để minh chứng giây phút tuyệt vời nhất của cô dâu chú rể. Tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bố mẹ, cô bác, anh chị, cậu dì, chú bác sẽ lên chụp ảnh lưu niệm cùng với cô dâu chú rể trong ngày cưới hôm nay. Trân trọng kính mời. Đón Tết xuân sang.
vào xuân chưa anh sao chim én bay đầy trời, ngày vào xuân xuân sao hoa mai nở vàng nơi đây, ngày vào xuân xuân sao ôi đất trời thay màu áo mới, trên lối quê mỡ hồi hoa vàng, hồi đình làng chim trắng rền vàng, ngày vào xuân thanh thang xuân sao gửi nhau lời chào, chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cao chào hỏi cưới, đâu có ai ngỏ lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ sinh. Em ơi đừng lo dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi yêu em. Rồi. Anh không ngó lời em đâu dặn em ngồi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau sông chơi vui xuân vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng cu tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón Tết xuân sao. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng cu tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón Tết xuân sao. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Này con hãy ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tân bừng, đây cô dâu còn chị chú rể, hai họ cùng chúc mừng. Bạc ơi bạc, xin như hoa là bà xã tôi,
cô dâu chú rể trở về vị trí của mình. Hạnh phúc cô dâu rể, trân trọng kính mời cô dâu chú rể cúi đầu chào toàn thể quan viên hai họ. Hôm nay ngày tốt tháng lành, đẹp duyên đẹp phận đã thành phu thê, kiếp tràn hạnh phúc phòng quê, trăm năm giữ tròn lời thề thủy chung. Trăm năm chỉ có một tháng chỉ có một ngày trọng đại nhất chỉ có một giờ. Giờ hôm đẹp nhất của cô dâu chú rể, giờ thanh năng hoàng đạo, giờ lắm gạo nhiều tiền. Lần đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho cô dâu chú rể, xin kính chào toàn thể các cô cụ bà, cô dì chú bác gần xa về đây sum họp một nhà, mừng cho hai bạn mặn mà tơ duyên. Về sự buổi lễ thành hôn hai bạn trẻ hôm nay, có rất nhiều cô gái xinh đẹp má đỏ hây hây, có rất nhiều chàng trai thung thủy với tình yêu. Vâng, ai chấp cánh chim bay về tổ, ai mở đường cho đôi lứa yêu nhau. Bấy lâu xa cách nhịp cầu, anh mong em đợi bấy lâu mong chờ. Gặp ông rồi là một thứ ngẩn ngơ, mơ một mái ấm hạnh phúc bây giờ ở đây. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, được sự chứng kiến toàn thể hôn trường trong ngày vui hôm nay, một lần nữa toàn thể trường chúng ta lồng nhiều quân lâu một chàng pháo tay thật lớn để cho em tôi trân trọng tuyên bố lễ thành hôn đôi bạn trẻ trân trọng và bảo trâm được bắt đầu. Kính thưa các cô ông các cụ bà cùng toàn thể các bạn trẻ làm nữ thanh niên thân mến, vừa rồi toàn thể hội trường cùng chú rể đến đón dâu, trải qua một chặng đường dài gian nan vất vả, chúng ta trở về trước hội trường. Tôi là người đứng gần nhất với cô dâu chú rể,
tôi vô tình nghe cái lời rất chân thành của chú rể dành cho dâu. Đó là những tâm sự rằng: Trâm à, từ giờ trở đi, từ giây phút này, một bát cơm anh không muốn ăn chung, một trái cam anh không muốn chia cùng, một quả chuối bẻ đôi em ăn thật đi, anh sẵn sàng chia cho một nửa, miễn sao hạnh phúc đây vui đủ lắm rồi. Còn tôi có thể hỏi toàn thể rằng, trong ngày vui hôm nay thì có rất nhiều những cô gái xinh đẹp, nhưng ai là người xinh nhất, đẹp nhất, lộng lẫy nhất? Vâng, không một khác, chính là cô dâu. Và ai người đẹp trai nhất cùng bộ com lê cà tà vạt, mái tóc bồng bềnh trông rất giống nghệ sĩ? Ai ạ? Họ nhà gái chỉ tôi, không phải. Đó là chú rể của chúng ta. Nếu mà tập thể ông trường, chúng ta nặng được vì một chút để ngắm nhìn cô dâu chú rể. Đứng một đôi huy đương trai tài gái sắc, kính được toàn thể hội trường. Chuyện dựng vợ gả chồng là bổn phận, là trách nhiệm bậc làm cha làm mẹ. Người xưa thường nói chim có tổ nhưng người có công, vạn vật sinh ra trên đời cũng có nguồn có cội, cũng như nhành cây còn cỏ, con cá dưới nước, con chim trên trời, tất cả đều có sự sống như hòn đá hạt cát cũng vậy. Nước do sông Hồng cung cấp, ánh sáng do mặt trời tặng cho, điều đó đã được chứng nhận và hai bên gia đình có niềm vui hạnh phúc trong ngày hôm nay. Hỡi những sư giả âm thanh, hãy lổi nhạc lên bản tình ca hay nhất để chúc mừng cô dâu chú rể. Đưa cô dâu chú rể về thiên đường tình yêu trẻ mãi không già. Vâng, và cho phép tôi xin hỏi chú rể vài câu. Chú rể đừng hồi hộp nhé. Bây giờ chị Trâm đã chính thức là vợ của anh. Anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất đúng không ạ? Hôn trường nghe thấy gì không ạ? Nó nghe thấy gì toàn thể hội trường vỗ được một tràng vỗ tay được không ạ? Còn cô dâu của chúng ta thì sao ạ? Chị không còn cái cảnh như ngày xưa, tay từ rửa bát, mắt thì nhìn xa xăm xem người yêu của mình đã đến hay chưa. Bây giờ anh Trọng đã chính thức là chồng của chị. Chị cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất đúng không ạ? Cô dâu chú rể của chúng ta thường yêu nhau từ cái thời còn cắp sách tới trường, từ cái thời chăn trâu cắt cỏ, đến đất sét làm quản, đến đà bạc làm mâm, những đêm trời rét mưa dầm, mãi chơi mẹ đánh tím bầm cả hông. Thế rồi thời gian nặng nề trôi thật nhanh, thấm thoát ta đến được mười mấy năm rồi, cho đến hai ngày nhớ, ba ngày thương, bốn ngày đợi, năm ngày chờ. Ngày thứ sáu ta sang bên ngoài, ngày thứ bảy ta về bên nội, ngày thứ tám hai ta đều vội, ngày thứ chín thiệp hồng đã trao. Và ngày hôm nay là ngày thứ 10, là ngày trọng đại nhất của cô dâu chú rể. Ngày cô dâu biết cho hoa về nhà chồng, ngày cô dâu lộng lẫy cho bộ váy cưới. Em như cô tấm thảo hiền, từ trong quả thị chui ra hóa mình. Em mãi mãi là một chén rượu lòng, anh chưa chấp miệng mà lòng đã say. Em là một chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Và trân trọng kính mời cô dâu chú rể quay mặt vào nhau ạ. Chú rể sẽ đặt tay lên vòng eo của cô dâu. Và cô dâu chắc đặt tay lên bờ vai của chú rể. Bờ vai này chị được phép dựa người chồng của mình đi suốt cả cuộc đời. Kính thưa toàn thể hội trường, các cụ của chúng ta thì biết rằng ngày vui trọng đại nhất của cô dâu chú rể, người chồng hôn lên má trái người vợ trong ngày cưới sẽ sinh được 5 gái và 1 trai. Hôn lên má phải người vợ trong ngày cưới sẽ sinh được 5 trai và 1 gái. Và hôn lên đôi môi lồng ấm của vợ mình trong ngày cưới sẽ sinh được 1 trai và 1 gái. Vậy thì anh Trọng ơi, đây là vợ anh, đây là nhà anh hôn vào đâu tùy. Tôi sẽ đến 100, sau đó chú rể đặt đồ hôn ở đâu tùy nhá. Nhớ là phải từ 5 giây nhá. Hỡi nhà nhấp ảnh tài ba, chụp đi chụp cảnh vợ chồng, chụp đi chụp cả tấm lòng yêu thương. 97 98 99 100 hôn đi ạ. Tất cả những tràng vào tay xin chúc cô dâu chú rể của chúng ta giữa năm có tin vui, sang năm có cháu bé. Nếu sinh con trai, đầu lòng con trai chắc chắn phải đón cha rồi, mà cho nó đẹp trai như tạp đồng dương diễn viên Hàn Quốc. Còn con gái số mẹ 70, đôi môi trống chín, miệng cười thật là duyên. Xin thay mặt cha ban ở trước xin chúc toàn thể hội trường có một buổi dự tiệc thật vui tươi và hạnh phúc. Vừa rồi chúng tôi có nhận được công văn bưu điện của thành phố Phủ Lý vừa gửi cho ban nhà chúng tôi, thì cơn bão này đã đi qua rồi, nhưng nó còn vương vấn đây đến 12 giờ đêm hôm nay. Cơn bão đó sẽ ập vào phòng của cô dâu rể. Đó là cơn bão gì ạ? Đó là cơn bão tình yêu. Và ngay bây giờ thì một trong giây phút hạnh phúc nhất, cô dâu chú rể có liên duyên vợ chồng hay không, phải có những vị khách rất đặc biệt trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời một bác đại diện của nhà trai và một bác đại diện của họ nhà gái. Bác sẽ bước lên sân khấu căn dặn với cô dâu chú rể, cũng để chính thức một bên nhận rể, một bên trao dâu. Xin trân trọng kính mời. Trước hết thì xin thay mặt cho ban tổ chức trân trọng kính mời một bác đại diện của họ nhà gái. Bác có đôi lời phát biểu cũng để chính thức nhận cháu rể làm con trong đình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà,
cô dì chú bác cùng bạn bè thân quý của hai họ. Tôi là bác của cháu Trâm và anh của ông bà Đổi. À, ông bà Nhân sinh hạ ra cháu Trâm là phần trai. Ông bà Đổi chúng tôi ở xã Chính Lý xây dựng ra cháu Trâm là phần gái. Hai cháu sinh ra và lớn lên, các cháu đã đến tuổi trưởng thành và các cháu tự tìm hiểu xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau theo luật hôn nhân và gia đình. Đến hôm nay hai cháu thành bạn, sau đến thành tình yêu, và hai cháu đã đi đến nhất trí xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Hai cháu đã báo cáo với hai gia đình và được xem xét của hai gia đình thấy rằng việc xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai của hai cháu thật là chính đáng. Sau nữa hai gia đình báo cáo với hai họ và hai gia đình đã chọn những ngày tốt tháng lành để tổ chức liên hoan báo hỷ cho hai cháu. Được phép thay mặt cho gia đình họ nhà gái về dự buổi tổ chức liên hoan báo hỷ cho hai cháu hôm nay. Trước nhất thay mặt cho họ nhà gái xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, hai họ cùng bạn bè thân quý của hai cháu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Vâng, như vậy toàn thể hội trường đã được đón nhận tình cảm của bác đại diện của họ nhà gái. Bác có đôi lời phát biểu cũng để chính thức nhận cháu rể làm con trong đình. Chúng ta thường có câu rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ngàn năm biết đã phải mòn, công cha nghĩa mẹ trọn đời chúng con không thể quên. Nếu cuộc sống của ta không có tình yêu thương của người cha, không có sự đùm bọc người mẹ, không biết cuộc đời chúng ta sống ra sao. Xin thay mặt cho ban tổ chức và xin chúc bác mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Còn ngay bây giờ, để đáp lại lòng nhiệt tình của tất cả hội trường không quản ngại đường xa xa xôi, bước chút thời gian và ngọc về đây chúc mừng, chúc phúc cho hai cháu của mình, thì trân trọng kính mời bác đại diện của họ nhà trai, bác cũng có đôi lời phát biểu cũng để chính thức nhận cháu dâu làm con trong đình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác nội ngoại của hai họ nhà trai và họ nhà gái, thì qua một thời gian cháu Trọng và cháu Trâm qua một tí tình bạn, các cháu đã tìm hiểu và các cháu đã quyết định đi đến hôn nhân, và cũng đã được chính quyền địa phương của hai xã Nhân Khang và Chính Lý để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Thế và ngày hôm nay đây, ngày nay đây là cả một năm chọn lấy một tháng chọn lấy một ngày, và một ngày chính thức giờ phút này là hai cháu đã lên vợ lên chồng. Thế thì trước hết là cho phép tôi được thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin chúc sức khỏe toàn thể các vị đại biểu đại diện cho hai họ có một sức khỏe dồi dào. Thế và một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn cái tình cảm của gia đình họ nhà gái đã dành cho họ nhà trai chúng tôi từ khi bắt đầu vào lo công việc cho các cháu, là gia đình họ nhà gái đã có những cái tình cảm rất là đằm thắm đối với gia đình họ nhà trai. Thế và một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu đã bớt chút thời gian vàng ngọc về dự lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi. Người xưa thường nói chim có tổ như người có công, vạn vật sinh ra trên đời đều không buồn có cội, cũng như nhành cây ngọn cỏ, con cá dưới nước, con chim trên trời, tất cả đều có sự sống như hòn đá hạt cát cũng vậy, nước do sông Hồng cung cấp, ánh sáng do mặt trời tặng cho. Điều đó đã được chứng nhận và hai bên đình đình có được buổi hạnh phúc cho ngày hôm nay. Thì ngay bây giờ là một trong những giây phút hạnh phúc nhất mà cô dâu chú rể sẽ được lên dương vợ chồng. Trân trọng kính mời anh chị quay mặt vào nhau ạ, và trân trọng kính mời cả hai bác đại diện, bác vẫn đứng lại sân khấu ạ. Kính thưa quý vị, các cụ của chúng ta thường ví rằng chiếc nhẫn là sợi dây định mệnh để kết chặt tình nghĩa vợ chồng trong ngày cưới, và trân trọng kính mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau. Vâng, như vậy khi lễ đầu tiên đã xong, và trân trọng kính mời anh chị trở về bên tay trái của tôi ba bước. Đúng là yêu nhau mấy núi không trèo, mấy sông không nổi, mấy đèo không qua, yêu nhau chẳng quản đường xa, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Toàn thể hội trường đang được
đón xem một trong những vâng, như vậy nghĩa định cô Thông Đô Rể sẽ cùng chung tay tốt hơn tổng tham đi. Đúng một tình anh như thì sóng thơ. Kính thưa toàn thể văn trường, với các em ly rượu tràn đầy hạnh phúc, rượu lòng chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ chóng già, ơn sâu nhiệt nặng như là biển đông. Ly rượu con dâng lên cha mẹ ngày hôm nay như một đấng chưa lành tiết dục. Cha mẹ đã cho con một hình hài, một cuộc sống, cho dù phải đánh đổi tất cả con bao giờ quên ơn cha mẹ. Và trân trọng kính mời anh Trọng, anh nâng một ly kính dâng bát của cô dâu đã thay mặt cho bố của cô dâu trong ngày nay. Và trân trọng kính mời chị Bảo Trâm ạ, chị lên một ly kính dâng bác thay mặt cho bố của chú rể. Và trân trọng kính mời hai bác sẽ bước lên sân khấu một lượt bước ạ, sau đó quay mặt vào nhau ạ, và uống cạn ly rượu, sau đó một chiếc bắt tay lồng bấm nhật nhất để kết chặt tình nghĩa cao sơn ạ. Tất cả vô trường một tràng vô tay đi ạ. Cũng cho phép một chiếc trân trọng tuyên bố ngày hôm nay ngày 2 tháng 6 năm 2019, hai bên gia đình sẽ kết chặt tình nghĩa cao sơn, và trân trọng kính mời hai bác sẽ trở về bàn trà bèn tiệc của mình. Trân trọng kính mời. Và cô dâu chú rể sẽ quay mặt vào nhau đi ạ. Và đan tay uống rượu giao thề, em như một chén rượu đồng, anh chưa chấp miệng mà lòng đã say. Em là một chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Cô dâu chú rể sẽ uống đi ạ. Vâng, như vậy ngày vui trọng đại nhất của cô dâu chú rể đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xin thay mặt cho ban tổ chức và xin thay mặt cho tất cả hội trường, xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể trở về vị trí của mình và chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Tất cả hội trường trở về đây cùng là chủ nhân của lá thiệp mời. Vậy để trân trọng kính mời toàn thể hội trường có những ca khúc được gửi tới mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Oh, yeah.
vừa rồi tôi có nhận được một thông điệp của cô dâu rể. Đó là một người chị trân trọng kính mời chị Hạnh ạ. Chị sẽ bước lên sân khấu thể hiện các khúc của mình để gửi tới cô dâu rể. Vâng, có yêu thì mới có giận thì mới có ngọt ngào. Vâng, xin mời
bạn Quốc Toàn ạ. À bác Quốc Toàn, anh xin mời anh. Ôi, mọi người cùng vui,
mưa lao trên xe nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một đường, đôi khi